nhà đi, gia tăng kết nối nào. Mình gọi nào chị hai chị ba rồi bạn bè đến nấu ăn tại nhà. Dùng nồi quyên cuộc đi, em thích nấu món gì. Dù là xào là chiên là kho là hấp thì đều ngon, rất ngon. Hôm party ta là những nhà phân phối, luôn sẽ chia niềm vui mới. Bạn em vừa đến ăn khen quyên quất nấu thật là ngon. Mua ngay kẹo sốt tía, mua mỗi người một chia. Chẳng mấy chốc gia tăng kết nối là nhà nồi quyên. Quyên cuộc này gia tăng kết nối là nhà nồi quyên. Quyên cuộc này kinh doanh áo quay khởi nghiệp tại nhà. Hôm party kinh doanh ngâm quay khởi nghiệp tại nhà. Hôm party gia tăng kết nối là nhà nồi quyên. Nồi quyên có quả bảy lớp, giữ nhiệt và dinh dưỡng tốt. Công nghệ mới Vitalong tiết kiệm năng lượng hết mức. Nấu món gì cũng ngon hết, ai cũng tưởng vua đầu bếp. Giá phải chăng thế mới chết. Yeah, Quyên Quốc năm đôi loại thức ăn trên đời. Nấu bánh kẹo món mặn món chay cũng chơi. Món Việt món Tây nấu ngon không nên lời. Dễ như vậy cũng làm được chị em ơi. Không lo cuối ngày rửa nồi vất vả. Nồi to không lo chết đói được đâu à. Let's nấu ăn ngon ai cũng muốn cả. Tạo ngay một chiếc Quyên Quốc đi nhé. Hôm party ta là những nhà phân phối, luôn sẽ chia niềm vui mới. Bạn em vừa đến ăn khen Quyên Quốc nấu thật là ngon. Gia tăng kết nối là nhà nồi quyên. Quyên cuộc này kinh doanh ấm quay khởi nghiệp tại nhà. Home party kinh doanh ấm quay khởi nghiệp tại nhà. Home party gia tăng kết nồi là nhà nồi quyên. Nồi quyên vớt vỏ bảy lớp, giữ nhiệt và dinh dưỡng tốt. Công nghệ mới Vitalong tiết kiệm năng lượng hết mức. Nấu món gì cũng ngon hết, còn bả cháy ai cũng tưởng vua đầu bếp. Giá phải chăng thế mới gia chết. Tăng kết nối là nhà nồi quyên. Gia tăng kết nối là nhà nồi quyên. Gia tăng kết nối là nhà nồi quyên.